Nhóm nhóm mẹ sinh
sớm quá thì những căn nghiệp mà sinh trễ quá cũng dạng căn nghiệp chẳng hạn. Đó, thì đây là cái bản không có tần số, và trong đây là tần số, ngoài ra mình có thể muốn đọc về tỷ lệ chẳng hạn gì. Câu này, dòng này là con gái đúng không? Gái có 400 đứa và có 105 đứa thì dạy căn, thì 150 trên 100 là đã dùng. Cái tỷ lệ mà dạy căn nghĩa là nếu sinh ra có 400 đứa con gái mà 150 đứa nhà căn rồi thì cái nguy cơ nếu mà sinh ra con gái thì cái nguy cơ nhà căn là 150 trên 400, trong khi con trai là 100 trên 400. Thì đây cái số này nó thể hiện cái nguy cơ hay là cái tỷ lệ nhà căn của con gái so với con trai và nó có như nhau hay không. Còn nếu như mình nhìn theo cái cột phần trăm trên cột thì lấy 150 mình chia cho 210 nó thể hiện cái gì? Trong số những đứa trẻ bị nhà căn về con gái nó chiếm 150 trên 100 là 3/5 là 60%, đúng không? Trong số bị dạy căn thì con gái chiếm 60%. Còn nếu mà đọc theo dòng nghĩa là gì? Nguy cơ dạy căn hay là tỷ lệ dạy căn nếu sinh ra bé gái là 50%. Cho nên là này ta gọi là phần trăm theo dòng. Đây là phần trăm. Khi mình dạy ra cái bảng tiếng Anh ở đây nó dùng từ là gì? Quá thì mình quen miệng mình nói cái từ theo thì đôi khi gây hiểu nhầm, nhưng mà nếu đúng là trong cái đó trong dòng, con dòng có nghĩa là đang nói về cái dòng con gái này nè, thì tỷ lệ nó là 150/400. Nên là khi mà mình theo chồng chứ phải cho quan tâm những cái chuyện là trong cái số này con gái nhiều hơn hay trai nhiều hơn, thì lúc đó cái tỷ lệ người ta muốn quan tâm khi mà mình rõ, mình sáng tỏ rồi thì có thể là chạy hết anh hỏi gì thì mình chọn cái nữa. Còn nếu như mình chưa có thông vững lắm, chưa vững lắm mà muốn an toàn thì mình nói cái biến mà người ta đang quan tâm là biến phụ thuộc. Cái này nó kiểu gì? Mô tả tỷ lệ nhẹ căn theo giới tính. Thì cái đấy ta quan tâm là quan tâm gì? Quan tâm nhẹ căn là nó sẽ là biến phụ thuộc. Và giới tính là cái yếu tố ảnh hưởng đưa nó vô dòng. Thì khi mà mình vô cái đọc đó, mình sẽ chọn rô thì nó sẽ bảo đảm nó ra đi cái này là cái ta đang quan tâm. Và chúng ta sẽ đẩy đọc cái kênh tích lớp để cho mình chọn ra. À, quan trọng là nhớ cái hình ảnh này nha. Trong trường hợp chưa có mình tạo ra bằng cách nào?
sinh. Căn này có trẻ. Đây là cái liếng căn này có trẻ. Căn này có trẻ thì ta quy ước là nếu mà trẻ sinh ra mà được 2,5 trở lên thì nó không nhà căn. Còn nếu mà dưới 2,5 thì nên nhà căn. Bây giờ mình có hai quyết định. Một là tôi mở cái file điện tử. Hai là giờ đọc cái thao tác mà mở lại trên đây luôn. Hai là mở lại trên đây luôn. Ví dụ tôi sẽ chọn ra cái biến nhà căn bằng cái mã hóa lại bây giờ trên tôm, đúng không? Đó. Rồi nãy tôi đang làm trên cái biến tuổi nhân tuổi giờ không xài nữa, mình sẽ nó đi. Giờ mình sẽ dựa vào cái biến căn nặng nè, có thể tạo cái biến mà nhà căn. Rồi quy ước là gì? 2,500 trở lên là không nhà căn và dưới đó là nhà căn, thì mình muốn quy ước cái nào là một, cái nào là hai, rồi cái nào không là một, là quyền của mình. Là tôi ví dụ mà thông thường cái gì đó là cái này cũng là cái quy ước thôi, chứ không có quyền đặt sao, mình có quyền mình đặt sao cũng được, đúng không? Nhưng khi mà mình đặt mình dán nó bằng số rồi, số nào nhỏ hơn nó sẽ trở thành trước. Chẳng hạn nếu mà đặt đây là một, đây là hai thì là trước. Nếu đặt đây là một hay là không thì là trước. Còn nếu đặt trong cái bối cảnh mình nghiên cứu thì mình nghiên cứu về nhà căn, đúng không? Mình quan tâm là quan tâm cái số nhà căn hay là quan tâm cái số không nhà căn, là cái số dinh dưỡng hoặc chi dinh dưỡng nhà căn, là cái số thành công hay là số thất bại, đúng không? Tùy theo cái mình đang nghiên cứu, chẳng hạn nghiên cứu về hiệu quả điều trị một cái bệnh nào đó thì có hết bệnh và không hết bệnh, đúng không? Nếu như cái bệnh này là một cái bệnh bình thường, không cần là ta điều trị đúng pháp đồ đã hết à. Nhưng mà trong nghiên cứu của mình vẫn có điều trị trong mắt là người ta cần mắc ở cái yếu tố nào dẫn đến điều trị không thành công. Để thì cái không thành công là mấy cái yếu tố mình quan tâm lên. Cho nên trong trường hợp như vậy, đó là cái số nhỏ hơn nó càng trước để làm nổi bật cái vấn đề mình tập trung mình nghiên cứu. Tại vì cái bằng cái quan sát của bạn này thường là đập vô mắt của bạn là cái này. Cái bệnh là gì? Bệnh là nó khó trị lắm. Để là thành công rất thấp mà hôm nay tôi áp dụng cho điều trị. Được, có một số ca thành công thôi rồi đã điều trị thành công, cái tỷ lệ là 5%, 10%, 20% trong khi trước đó không ai điều trị được hết.